Hành trình về quê và cơm hộp chay mang theo. Xin chào các bạn, mình là Nhi. Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay Cùng Nhi. Hôm nay Nhi làm cơm để mang về quê. Mình làm món chính là cơm nấm Nhật. Nhi sử dụng loại gạo Nhật Taiyo đến từ thương hiệu gạo Vinh Hiển. Hạt gạo to và tròn. Nhi sẽ nấu để review cho cả nhà xem về loại gạo này nha. Trong lúc đợi gạo chín, Nhi sẽ làm gia vị rắc cơm, gồm các loại hạt hỗn hợp như là hạt hạnh nhân, hạt ốc chó, hạt bí, hạt điều. Mình sẽ giã nhuyễn vừa thôi. Sau đó mình thêm một ít mè vàng rang, một ít mè đen cũng giã nhuyễn luôn và trộn chung chúng lại với nhau. Và Nhi sẽ nêm vào đây là một thìa cà phê muối, thêm cuối cùng vài lá rong biển sấy mình cắt nhỏ ra. Chỉ đơn giản như vậy nhưng giá trị dinh dưỡng của món ăn này rất là cao. Cơm đã nấu chín, mình xới lên và các bạn có thể thấy là hạt cơm nở đều, nhìn rất là hấp dẫn. Mình cho ra ba cái tô, thêm vài muỗng gia vị rắc cơm vào. Nhi sẽ tận dụng hết những cái rau củ còn thừa chút ít trong tủ lạnh á, tất cả mình đều luộc chín hết nha. Tô đầu tiên sẽ có bắp Mỹ, một ít ngò rí. Tô tiếp theo có đậu Hà Lan và bí đỏ. Tô cuối sẽ có cải thìa và đậu hũ. Mỗi tô Nhi đều trộn đều hết. Với món cơm nấm hôm nay Nhi làm thì hạt gạo Nhật Taiyo là món này sẽ ngon và phù hợp lắm, tốt cho sức khỏe nữa. Với nguyên tắc 3 không, không đấu trộn, không chất bảo quản, không chất tẩy trắng, sẽ giúp cho món ăn không chỉ trong bắt mắt mà còn dễ ăn. Hạt cơm mềm mềm, dẻo nhiều mà Nhi lại rất là thích ăn cơm gạo dẻo. Đến lúc này cả nhà có thể tạo hình cơm nấm tùy thích. Do nhà có khuôn sẵn nên Nhi ép vào và mình sẽ cắt một cái lá rong biển dài nhỏ để quấn phía dưới nữa là hoàn thành. Nhi sẽ cho tất cả vào hộp cơm luôn và kèm theo sẽ có 2 hũ sốt, 1 hũ tương ớt và 1 hũ mayonnaise chay. Hộp tiếp theo Nhi sẽ chuẩn bị vài củ khoai lang nướng bằng nồi chiên không dầu. Vỏ sẽ dễ dàng gỡ ra nè và Nhi bẻ cho cả nhà xem, bên trong mới chín mềm thơm lắm. Mình cũng sẽ kèm 1 hũ gia vị rắc cơm làm lúc đầu để chấm khoai. Hành trình đi xa thì không thể nào thiếu mấy món ăn vặt linh tinh. Ăn chay thì Nhi có chuẩn bị một hộp snack nấm đông cô giòn giòn, một hộp xoài sấy dẻo để nhâm Nhi. Trái cây Nhi có vài trái quýt lột vỏ sẵn và một ít trái táo để ăn kèm trong bữa ăn, cho thêm dinh dưỡng và tăng sức đề kháng. Nước uống thì Nhi có một bình nước ép cà rốt và táo nè, vừa mát vừa ngọt thanh. Và chắc chắn Nhi sẽ còn có thêm một ly cà phê sữa ít ngọt, mình tự pha này cho vào bình giữ nhiệt để uống nhâm Nhi trên xe cho đỡ buồn ngủ á. Gợi ý cơm hộp chay này toàn là những món nhanh gọn lẹ, không có tốn thời gian chế biến nhiều do mình cần làm thiệt nhanh để soạn đồ đi nữa. Chỉ cần có món cơm nấm từ loại gạo Nhật Taiyo Nhi thích là có thể cung cấp đủ năng lượng, hạt cơm dễ ăn, không quá khô hay cứng mà lại có mùi thơm tự nhiên. Ngoài ra còn có nhiều món ăn nhẹ kèm theo nên việc ăn chay sẽ dễ dàng hơn khi đi xa. Trong hành trình về quê lần này, Nhi cũng đã gói theo rất là nhiều đầu bếp để về quê hay đi đâu mình sẽ tự nấu và đặc biệt là quay những món mới chia sẻ cho cả nhà. Lúc trước chưa dịch thì tụi mình sẽ hay dừng nghỉ ở các quán ven đường và lấy cơm ra ăn. Nhưng tình hình hiện tại thì mình quyết định là mang theo bàn ghế. Đi đến đâu đói thì lấy ra dùng. Và do quê chồng ở Cam Ranh nên đi ngang qua Phan Thiết. Trời lúc này rất là mát mẻ nên hai đứa đã chọn dừng ngay Bào Trắng để ăn và nghỉ trên xe. Còn nếu đi vệ sinh thì tụi mình sẽ ghé cây xăng. Cho nên ăn chay đi xa, cả nhà tự chuẩn bị cho mình đầy đủ thức ăn, nước uống để thoải mái và dễ dàng hơn nha. Hy vọng chiếc clip mở đầu hành trình về quê này sẽ được cả nhà ủng hộ và mình sẽ cố gắng chia sẻ nhiều hơn về hành trình ăn chay ở quê nữa. Cảm ơn các bạn đã xem hết được video clip ngày hôm nay.